fan hâm mộ K-pop sẽ làm mọi thứ cho bức ảnh hoàn hảo. Xem này, bạn đang trên xe tăng. Một ngày bình thường tại trường đến khi chúng mình thấy cái này. Không tin được, hai ban nhạc BTS và Blackpink sẽ tổ chức show vào cuối tuần tới. Wow, nhanh lên, phải mua vé gấp. Đếm tiền tiết kiệm thôi nào. Đây là toàn bộ tiền tiết kiệm cả năm qua. Không nhiều lắm, chỉ đủ mua một vé mà thôi. Chán thật á. Phải làm gì bây giờ? Penny, mua vé đi. Chúng mình đang chờ bạn nè. Ashley, mình cần vé hơn. Không, mình là fan cứng của Blackpink mà. Vé phải là của mình. Vậy đó, vậy là bắt đầu cuộc chiến giữa fan Blackpink và fan BTS. Wow, thật ảo diệu quá đi. Ashley, ngầu thật đấy. Có gì trong đó đấy? Để mình xem nào. Là tủ của fan Blackpink sao? Hưng phấn quá. Chờ đó Ashley, để mình cho bạn thấy thế nào là tủ của fan thứ thiệt nha. Đây là những ngôi sao của BTS. Mình sẽ tự cắt phần đầu Jimin. Wow, tủ này phát ra tiếng hát. Penny, bạn có khiếu thiết kế quá. Chiếc tủ cho fan cưng. Chà, Penny, chưa xong đâu. Gì đây? Một lời mời đến buổi nhảy sao? Là hôm nay? Mình phải chuẩn bị nhanh, bởi vì giải thưởng cho người giải nhất sẽ có rất nhiều tiền. Mình sẽ mua được vé. Để xem ai là người có trang phục đẹp nhất nào. Penny, tránh chỗ khác coi. Đưa đồ trang điểm cho mình. Mình sẽ thật xinh đẹp cho xem. Trang điểm thật nhanh nào. Thêm phấn hồng vào. Và kẻ mắt đen nữa. Hachi! Penny à, bạn làm gì thế này? Lớp trang điểm của mình. Được thôi, mình sẽ biến nó thành tác phẩm. Này, sao hay vậy? Mình cũng muốn được giống như vậy. Sao mình không kéo ra được? Được rồi, để mình giúp một tay. Giờ Penny cũng thật xinh đẹp rồi. Cảm ơn. Giờ phải chọn trang phục thôi nào. Nên mặc gì đến buổi giao lưu này? Phải là một trang phục đậm tính Blackpink và BTS. Như vậy, thật giống idol của mình. Xem chiếc ốp lưng điện thoại thời thượng này đi. Gắn hình sticker Blackpink lên ốp lưng silicon. Phủ một lớp sơn bóng móng tay. Và sấy khô dưới đèn làm móng trong 120 giây nha. Mình đang chờ Jisoo gọi mình. Yeah, ốp lưng thật ấn tượng đấy. Còn giờ hãy xem vỏ đựng tai nghe BTS này đi. Làm đầu của Kuala từ đất sét. Thêm hai tay và mũi. Nướng đất sét theo như hướng dẫn. Và dùng bút lông vẽ miệng và mắt. Dùng keo dán Kuala vào vỏ đựng tai nghe không dây. Nhìn chú Kuala ngái ngủ đáng yêu cô gia này. Chúng mình đều đã sẵn sàng. Đã đến lúc thông báo nữ hoàng của buổi tiệc ngày hôm nay. Và người thắng chính là Ashley với phong cách Blackpink. Cảm ơn mọi người. Mình muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến ba, mẹ và cún cưng của mình. Và cả nhóm Blackpink nữa. Ashley, bạn không xứng đội vương miện. Mình mới là fan cứng. Vương miện của mình trả lại đây. Ôi không, có vẻ cuộc chiến lại bắt đầu nữa rồi. Các cô gái cẩn thận với vương miện. Vậy đó, cuối cùng chẳng ai có tiền cả. Một ngày học mới tại trường, nhưng cuộc chiến vẫn còn. Xem quyển vở BTS sáng tạo này nào. Dùng khuôn đồ lại logo của BTS trên bìa vở.
sơn màu acrylic lên. Dùng bút lông viết tên nhóm vào dưới. Ashley, xem quyển vở độc đáo này đi. Bạn vẫn viết bài trên quyển vở trắng tinh sao? Wow, vở của mình cũng phải thật độc đáo. Nên làm từ gì đây ta? Tấm lót chuột đen. Màu này tuyệt đấy. Cho mình vài tờ giấy đi. Cảm ơn. Giờ thêm chút màu hồng nữa nha. Chỉ cần xóa nhẹ. Wow, Ashley, ánh hồng sáng chói quá. Đây chính là màu hồng hoàn hảo nhất. Mình sẽ làm vỡ của fan Blackpink từ đây. Gấp đôi giấy màu hồng. Bo tròn hai góc ngoài. Làm nhiều tờ giấy như vậy nha. Và đặt chồng lên nhau làm vỡ nào. Đặt sắp giấy lên bìa vỡ bằng giấy bìa cứng. Và dập ghim chắc lại. Thêm một bìa vỡ màu đen. Và dán logo Blackpink vào. Quyển vở Blackpink đã làm xong rồi. Henny, mình không hề thua bạn đâu nha. Một cuộc họp fan Blackpink khẩn cấp. Được rồi, Blinks, làm sao để kiếm tiền mua vé đây? Mình phải có kế hoạch. Bánh quy. Chính xác, quả là ý hay. Mình sẽ bán bánh quy và kiếm bộn tiền. Phương án kinh doanh hoàn hảo. Yeah, người bán bánh giỏi nhất cần một huy hiệu. Đây, đeo lên đi. Đặt một tấm nhựa thực phẩm trong suốt lên logo Blackpink. Dùng bút lông đồ lại logo. Và cắt chúng ra. Nướng nhựa đó ở 160 độ C trong 1 hoặc 2 phút. Tô mặt sau màu acrylic màu hồng. Và phủ sơn móng tay bóng lên toàn bộ huy hiệu. Sấy khô dưới đèn làm móng trong 60 giây. Dán ghim cài vào phía sau huy hiệu bằng gel sơn móng tay. Và sấy toàn bộ huy hiệu dưới đèn UV. Làm thật nhiều logo Blackpink tương tự như vậy nha. Đẹp quá à. Có huy hiệu này chúng ta sẽ bán hàng tấn bánh quy. Vào bếp chuẩn bị làm bánh thôi nào. Nghe lén đối thủ nào. Bánh quy. Thì ra bọn họ định làm như vậy. Phải hạ gục nhóm fan Blackpink này mới được. Mua bánh nào. Sao, Henny, bạn lấy ý tưởng của mình hả? Vị khách này là của mình. Không, anh ấy sẽ mua hết bánh của mình. Mở ra. Chào các cô gái. Mua bánh mình đi. Không, mua của mình. Bánh này ngon hơn nè. Bánh đó cũ rồi. Bánh kia là hàng giả đó. Henny, đừng có phá mình. Bạn mới chính là người phá mình đó. Vị khách hàng quá mệt mỏi khi nghe tranh cãi. Bọn họ sẽ chẳng ai kiếm được tiền ngày hôm nay đâu. Henny, có chuyện gì rồi? Kế hoạch kinh doanh thế nào? Hết rồi, Jimin sẽ không gặp được mình. Mình không có tiền mua vé rồi. Henny, đừng lo. Ít ra bạn còn có chú thỏ con đáng yêu tên bánh quy này mà. Cắt vải bông mềm màu hồng thành nhiều mảnh. May lại vào nhau và nhớ chừa lỗ nhét bông vào nha. Nhét bông vào bên trong. Và may lỗ trống lại. Dán các bộ phận của chú thỏ đáng yêu vào. Gắn thêm móc khóa. Đính vải trắng vào tay và móng tay chân thỏ. Cắt một ít vải nỉ đen và dán vào phần đầu. Chú thỏ con đáng yêu. Thật mềm mại. Mình yêu nó nhiều như BTS vậy. Henny, bánh quy sẽ mang may mắn đến cho bạn mà. Để xem. Hôm nay là ngày bầu cử chức chủ tịch trường. Hey. Jimin là chủ tịch tốt nhất.
hãy bình chọn cho anh ấy. Anh ấy sẽ mang đến một tương lai học đường tươi sáng. Và mình sẽ là người điều hành chiến dịch này. Nhìn mũ mà xem. Dù mút gì tôi đang mặt sau của hình in BTS. Đặt hình lên trên tấm giấy xốp màu trắng. Đồ lại đường viền bằng bút chì để chuyển hình sang. Tô lại bằng bút lông nha. Và dán logo lên trên mũ. Jimin là chủ tịch của chúng ta. Tinh thần K-pop bất diệt. Tuyệt vời. Ashley có kế hoạch kinh doanh mới. Bán nước chanh, khăn trải bàn hồng, nước chanh mát lạnh và một chiếc túi Blackpink đựng những đồng tiền vất vả kiếm được. Bọc logo Blackpink trong miếng nhựa trong suốt. Dùng giấy nến che lại. Và ủi bằng máy ép tóc. Bỏ hết phần nhựa dư và dán logo vào chiếc túi hồng này. Dùng bút màu đen viết tên nhóm nhạc lên quai đeo. Đến đây mua nước chanh nào. Kế hoạch kinh doanh thành công rồi. Nước chanh đã được bán hết và Ashley đã đủ tiền mua vé. Cái gì ở đây đây? Ủa, là thầy hiệu trưởng. Mình té đây. Nước chanh ngon quá ha. Vậy là không có tiền, nhưng vẫn còn cơ hội cuối cùng đến buổi trình diễn. Lén vào bằng cửa sau. Nguy hiểm lắm. Annie, mình sợ quá. Khao quá. Nhưng điều đó hoàn toàn xứng đáng. Yeah, đã đến được buổi trình diễn. Chẳng còn cãi vã giữa fan nữa. Bạn có thích những fan hâm mộ BTS và Blackpink không? Bình luận xem đâu là nhóm nhạc bạn thích nhất và bạn muốn sở hữu đồ vật mang phong cách thần tượng nào, hộp đựng đồ, vở có logo, túi bao tử hay chú thỏ con dễ thương. Và đừng quên nhấn like video này, đăng ký kênh của chúng mình và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những ý tưởng cho fan hâm mộ từ kênh Drum Drum.